Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Fisherman. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ làm về hệ bóng tối nha các bạn. Đó. Và trời nó cũng đang tối luôn rồi nè. Đó. Trong cái tập về hệ băng á, mình quên hai con, đó chính là Rolas và con Clayly. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi bắt mấy con Snorun trước nha các bạn. Đó. Để mà tiến hóa lên hai cái con đó cái đã. Đây, ở đây chúng ta có một con Snorun rồi nè. Mình sẽ bắt cái con này luôn nha. Đó. Đây là con Snorun đực các bạn à. Con đực thì lụm nó luôn nha. Đó. Mình cần một con đực và một con cái các bạn ơi. Ok. Snorun, để mình tắt cái này đi. À, bên đây còn một con nữa nè. Để mình qua mình coi thử nó là con đực hay con cái nha. Trời ơi, Snorun. Ồ, bọn này thì nó xuất hiện khá là phổ biến luôn các bạn ơi. Wow, đây cũng là một con đực nữa. Thôi, chắc chúng ta không cần đâu. Hay da, cứ bắt đại luôn cũng được. Không sao cả. Whipper. Đó, thành công rất là dễ các bạn ơi. Quanh cái vùng này nó có rất là nhiều con Snorun luôn. Đó, nhưng mà trước tiên thì mình sẽ đi qua một cái vùng khác đi. Đó chính là vùng Mesa nha các bạn. Để mà tập trung vào cái chuyên môn của tập ngày hôm nay. Ồ, chính là bắt những Pokemon hệ bóng tối. Ồ, đây mình sẽ coi thử cái con Raikou này nó sẽ spawn ở đâu. Nó spawn tại vùng Mesa Plateau FM và Mesa Plateau M các bạn ơi. Vào buổi tối. Ồ, mấy cái vùng này thì cực hiếm luôn. Ok, để mình sẽ đi tìm mấy cái vùng này trước cái đây nha. Ây da, thiệt là khó khăn quá đi. Trời ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm thôi các bạn ơi. Wow, cái con Salamin này nó mạnh quá. Nãy giờ mình có thách đấu nhưng mà đấu không lại các bạn ơi. Trời ơi. À đây, Shraggy nó đã xuất hiện rồi nè các bạn ơi. Đó, cuối cùng nó cũng chịu lộ mặt rồi nè. Đây, Shraggy. Ồ, Shraggy chứ. Rồi, Whipper lẹ luôn các bạn ơi. Trời ơi. Con này thì nó chuyên gia kéo cái quần lên nè. Ồ. Và lần này Whipper thành công rất là dễ luôn. Trời ơi, quá đã. Đây, Raikou, mình sẽ xóa tên nó với lại con Rapti luôn nha các bạn. Đó. Thì ở cái ai da, trời ơi, cái con Fletching này muốn thách đấu tao đúng không? Mày hả mày? Láo hả mày? Đó. Mình đang quay lại cái vùng Iplands để mà bắt thêm mấy con Snorun cái các bạn à. Ồ, chúng ta cần một cái con cái nữa. Trời ơi, à bên đây có một con rồi nè. Snorun, hy vọng là con cái. Để mình qua mình coi thử nào. Đây là con Snorun gì đây? Wow, Snorun đực các bạn ơi. Giết mày luôn nha con. À, bên đây còn một con nữa nè. Cái bọn này thì nó xuất hiện rất là nhiều luôn. Nên em khỏi lo. À, đây là con cái các bạn ơi. Lụm nó ngay bằng Whipper liền. Trời ơi. Còn nhiều tuyệt vời hơn nữa. Và lần này Tala, thành công rất là dễ các bạn ơi. Chúng ta sẽ xóa tên con Snorun ra. Đó. Thêm một em Pokemon nữa. Trời ơi. Đây. Ở đây chúng ta sẽ đi qua cái hội quán Red Bất Kim trước nha các bạn. Đó, hội quán hệ bọ. Rồi. Thì ở đây mình sẽ tiến hành tiến hóa cái con Snorun cái này bằng cách cho nó một cái Dawnstone nha. Ồ. Cứ cho Dawnstone là được thôi. Hay giờ cái con này sao mày rớt xuống nước làm cái gì đây? Để mình coi Snorun cái nó sẽ lên con gì đây. Đó, và đây là wow, Rolas các bạn ơi. Đó, cái con mà tập trước chúng ta tìm vật vã đây. tập này mình đã tiến hành bổ sung thêm những em Pokemon hệ băng nữa các bạn. Ồ, nhìn nó rất là đẹp luôn nè. Nhìn nó khá là phong cách Nhật Bản. Ok, thì ở đây mình sẽ thêm một em Pokemon hệ bóng tối nữa, đó chính là con Bancham nha các bạn. Đó. Rồi, để mình sẽ đi vào đây và luyện cấp thôi. Mình sẽ luyện cấp cho 5 con hệ bóng tối này luôn nha. Tiến hành luyện cấp thôi các bạn ơi. Trời ơi, có thể video này hơi ngắn nên các bạn có gì thông cảm với mình nha. Tại vì hệ bóng tối mình còn có một vài con thôi. Ok, mày nè Roshay. Trời ơi. À, fan attack hả? Mình sẽ học thay skill Lia này liền. Sacrifice nó liền các bạn ơi. Ồ, và con này sẽ là
À, nó học được Slash nè. Chắc mình sẽ thay bằng skill Toxic này quá. Rồi, Fire Blast mày luôn nha con. Wow, cái con gì đó nó đã tiến hóa rồi kìa các bạn ơi. Oh, và đây là con Bancham, cái con hồi nãy luôn nè. Bancham, con gấu trúc các bạn ạ. Để mình coi nó lên con gì đây. Nó bự lên các bạn ơi. Và đây là Pangoro. Wow, học được skill hệ thép hả? Cũng khá là ngon đấy. Con này thì chúng ta không cởi được và nó ngậm cái cành trúc mà. Khá ổn luôn. Trời ơi, cất nó lại liền các bạn ơi. Rồi mình sẽ lấy hút ba ra để mà tiếp tục luyện cấp với hút ba nữa nha. Đó. Ở đây chúng ta lại tiếp tục luyện cấp thôi các bạn ạ. À, con Rose Rain này. Mày hả con? Trời ơi. Học được skill khá là mạnh các bạn ạ. À, Sacrify để mình hỉ đi. Protect chắc mình cũng hỉ luôn đi. Nãy con Rat, con Cracky nó vừa học skill rất là mạnh luôn. Trời ơi, quá đã. Mày hả con? Rồi, lên thử các bạn ạ. Sau cái tên này thì vẫn chưa có cái con gì tiến hóa cả. Chúng ta sẽ tiếp tục luyện cấp ở đây nữa nha. Tiếp tục luyện cấp các bạn ơi. Mày nè con. Wow, mày quá. Mấy cái tuyệt kỹ Z này nó đều trúng cả. Trời ơi, Sacrifice nó liền. Thì để ủng hộ mình làm nhiều video hơn nữa, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming này nha. Ok. Ngoài ra nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh cái nút đăng ký nữa để mà nhận được thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Ây da, rinh thôi các bạn ạ. Rồi, để chúng ta bước cái heo một phát. Bước cái heo. Thì mấy con heo bóng tối mình còn một con nữa, đó chính là cái con Spirit Tom. Con đó thì cái tỷ lệ xuất hiện nó khá là thấp và xuất hiện tại vùng Root Forest vào ban đêm. Tỷ lệ xuất hiện khá thấp nên là mình không có đánh đu theo nó được. Khá là buồn các bạn ạ. Mày hả, Lydian. Zoro học được skill mới rồi các bạn ơi. Chắc mình sẽ thay bằng Fury Sweep. Thay luôn Fury Sweep luôn đi. Đó, mấy skill nào mà gây sát thương ít là mình thay hết. Rinh thôi các bạn ạ. Wow, nãy giờ vẫn chưa có cái gì tiến hóa luôn hả? Ây da. Coi bộ căng à nha. Wow, cho mày một tuyệt kỹ Z này con. Hụt rồi các bạn ơi. Trời ơi, mày quá. Và Zoro của chúng ta nó đang bắt đầu tiến hóa rồi kìa. Đó, đây là bậc thầy về cải trang các bạn ạ. Zoro. Đây, thay skill mới liền chứ. Đây, Zoro. Để mình coi nó lên con gì đây. Wow, con Zoro nhìn khá là dễ thương các bạn ơi. Wow, khá xinh. Ui, con này thì bao ngầu luôn. Và đây là Zorok. Bậc thầy về cải trang nha các bạn. Rất là nhiều skill mạnh luôn nè. Nhưng mà trong đó nó chưa có skill Transform ta. Chắc mình chưa đủ cấp để học đấy. Rồi, tiếp tục luyện cấp cho ba con nữa thôi các bạn ơi. Mình còn ba con là Gregory nè, Stinky và con Snorun. Snorun là thuộc hệ băng trong tập trước các bạn ạ. Tập trước chúng ta thiếu, tập này mình bổ sung liền chứ. Rồi, và Stinky của mình nó đang tiến hóa luôn nè. Wow, khá xịn các bạn ơi. Stinky. Để mình coi nó lên con gì đây. Wow, cái đuôi nó đã bị nó quẩn lên đầu các bạn ơi. Đây là Skull Tăng các bạn ạ. Cái đuôi nó ngược lên đầu rồi nè. Nhìn khá là bự. Ui, nhìn nó như cái con ngựa vậy. Trời ơi. Rồi, cũng được thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục luyện cấp cho bọn này nữa thôi các bạn ạ. Wow, còn hai con nữa thôi. Cố lên nào. Reggie của mình học được skill mới nữa nè. Now I'm the fool while you're breaking rules.
Wow, và lần này vẫn chưa có câu gì tiến hóa các bạn ơi. Ok, tiếp tục luyện thôi. Nó cho mình dính độc rồi các bạn ơi. Hay vậy con Shurei này, ghê quá ta. Mày cho tao dính độc hả mày? Hình như con gì tiến hóa các bạn ạ. À? Nhìn nó khá là giống với con Shrekky. Rồi, Rin... Ây da. Lydian hả mày? Đánh xong là mình vừa chết các bạn ơi. Cái con NT bị dính độc dữ quá. Và ở đây... ở đây là thì cái con Shrekky nó đang tiến hóa rồi các bạn ơi. Ôi, nãy mình cứ tưởng cái con Snorin. Trời ơi. Shrekky của mình nó đang tiến hóa đây nè. Pokemon chuyên gia kéo quần lên. Và đây là Grassy nha các bạn. Nhìn nó khá là ngầu ha. Khá là giống con gà. Ok, cất nó vào liền. Mình sẽ thay con Magic ra đi. Đó. Và còn một con cuối cùng thôi, chúng ta sẽ cố gắng để mà luyện nó nha các bạn. Ây da. Cố gắng mà luyện nó thôi. May nè Shurei. Lần này thì chúng ta may mắn không bị dính độc của nó nữa. Chắc mình sẽ thay skill này đi. Lydian nè mày. Ây da. Forest Shed nè. Ok. Chắc mình sẽ luyện tầm một tên nữa mới được các bạn ạ. Một tên hoặc là hai tên nữa đó. Infernal Override nè con. Sacrifice nè. Rồi, cuối cùng là Fire Blast nó luôn. Và con Snorun của mình nó đang bắt đầu tiến hóa rồi các bạn ơi. Quá đã luôn. Đây, Snorun đang bắt đầu tiến hóa rồi nè. Và lần này nó sẽ lên con gì đây? Lên cái đầu lâu các bạn ơi. Đây là Glalie nha. Đó. Một dạng khác của con Rolas. Lily này là cái con đực, còn Rolas kia là con cái các bạn ạ. Thảo nào nhìn cái đầu hai đứa y chang luôn. Trời ơi. Thế là chắc xong tập ngày hôm nay rồi đó các bạn ơi. Hơi ngắn một xíu, mong các bạn thông cảm. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hôm nay mình đã hoàn thành xong thử thách về những Pokemon hệ bóng tối rồi nha. Nếu thấy hay đừng quên qua lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ ấn chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Bye bye.